Từ đầu năm tới, doanh nghiệp nhà đầu tư có thể công bố thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên thị trường chứng khoán thay vì chỉ được công bố bằng tiếng Việt theo quy định hiện nay. Theo thông tư 155 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán vừa được Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực từ đầu năm 2016, doanh nghiệp nhà đầu tư được công bố thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán, trường hợp công bố song ngữ thì nội dung tiếng Anh có tính tham khảo, Thông tư cũng cho phép mở rộng thêm cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% cổ phần trở lên, nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư mua vào để trở thành cổ đông lớn của công ty. Tổ chức, cá nhân thực hiện giao mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng vào cổ đông nội bộ của doanh nghiệp. Cũng theo thông tư, các tổ chức cá nhân vi phạm quy định pháp luật về công bố thông tin, tùy theo tính chất, mức độ sẽ có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.